Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn đang xem video một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay em Lợi lại tiếp tục review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe bên em vừa mới nhập về, đó là chiếc Mitsubishi Triton sản xuất năm 2012, số sàn 2 cầu máy dầu, xe màu xám lông chuột. Đấy, khá là đẹp, xe đăng ký biển 34C26648. Về chiếc xe này thì pháp lý thì bên em có hỗ trợ rút hồ sơ cho quý anh chị nào có nhu cầu rút hồ sơ. Toàn bộ về thân vỏ chiếc xe thì đánh giá khá là hoàn hảo. Tất cả các xe thì không có đâm xô tai nạn biến dạng ô tô và kính và đen. Bên em Lợi cam kết làm xe không tai nạn ngập nước, máy số là nguyên bản. Và khẳng định với quý anh chị bằng văn bản, nếu quý anh chị có thể qua xem xe mượn thợ để kiểm tra, nếu phát hiện ra đâm xô tai nạn ngập nước, máy số không còn nguyên bản làm lại hơi thì bên em sẵn sàng bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý anh chị. Đây là toàn bộ cái phần ngoại thất bên ngoài. Đấy, xe thì khá là đẹp, toàn bộ lốp nguyên zin một dàn theo xe. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo năm tháng. Bên em Lợi cũng nhận mua bán trao đổi tất cả các dòng xe ô tô trên mọi miền tổ quốc. Đây là cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe, từ các cái cánh cửa là khá là đều nhau. Đấy, toàn bộ phần nóc thùng cao. Đấy, bướng sau khá là đẹp. Sơn xe thì khá là bóng và đẹp toàn bộ này. Cực kỳ đẹp, và khung gầm thì chỉ chạy trong phố phường nên là chất khung gầm của chiếc xe này thì khá là đẹp sau 10 năm sử dụng. Mà bốn cánh cửa cốp trước cốp sau nguyên zin hết, toàn bộ xe máy dầu đi khá là tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây. Đây là toàn bộ các cái phần đèn gương này, mạ chrome không bị trầy xước. Đấy, toàn bộ tay nắm cánh cửa nguyên zin. Và đặc biệt là cái phần lốp của chiếc xe thì khá là dày, gân lốp cực kỳ dày này. Lốp khá là dày và đẹp, la răng đúc. Phần sắt xi của chiếc xe thì không bị mục mọt gì, toàn bộ sắt xi là nguyên zin. Bậc lên xuống và các cái phần bậc không bị móc méo. Liên sườn của chiếc xe khá là bóng và đẹp. Đèn pha của chiếc xe thì cực kỳ sáng. Đấy, đèn pha cực sáng đẹp. Mặt ca lăng cabo nguyên zin. Kính đèn là đều không bị rạn nứt và đều có năm sản xuất 2012 theo năm sản xuất của chiếc xe. Phần gầm phía trước của chiếc xe đây, toàn bộ bướng gầm phía trước này khá là đẹp. Khung gầm máy dầu và gầm khá là cao. Gần lốp của chiếc xe gần này cực kỳ dày. Đấy, phía trước của chiếc xe. Đây, toàn bộ tay nắm cánh cửa này cực kỳ đẹp. Chắc chắn. Đây là phần gầm phía sau của chiếc xe, toàn bộ phần gầm phía sau này không mục mọt gì, phần gầm khá là đẹp và mới. Phần nội thất bên trong của chiếc xe thì được trang bị nội thất ghế da màu đen. Đây là toàn bộ cái phần nội thất mà trước và sau thì khá là đều màu nhau. Khung cột thì không bị đâm đụng gì. Toàn bộ các cái phần cột thì rất là đẹp. Xe thì được trang bị hai bóng khí, màn hình. Đây là tay nắm tắp ly cánh cửa và toàn bộ chỉ cánh cửa là nguyên bản từ đầu.
Xe được trang bị trải sàn là 5D. Các cái phần ốc cột này là zin, chưa có tháo lắp gì. Và màn hình của chiếc xe, bóng khí đều nguyên bản. Xe sử dụng động cơ máy dầu 2 cầu, số sàn. Đây là cái cần số của chiếc xe, số sàn đấy. Cần số cài cầu và số sàn 2 cầu. Quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ, các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất cái dòng xe bên em Lợi về theo 5 tháng. Bên em Lợi cũng nhận mua bán trao đổi tất cả các dòng xe ô tô trên mọi miền Tổ quốc. Đây là toàn bộ hàng ghế phía sau, trải sàn da, ghế phía sau khá là đẹp, không có dấu hiệu bị chảy rách và nội thất thì khá là hoàn hảo. Trần thì nguyên bản từ đầu. Tất cả các cái trần này rất là sáng và không bị xù. Toàn bộ trần nỉ khá là đẹp. Đây em quay về cái phần là bên cánh cửa bên này. Đấy. Toàn bộ hai bên là đều nhau và chỉ cánh cửa là nguyên zin. Kính thì được dán kính 3M, toàn bộ kính dán kính 3M. Đấy, khung cột hai bên là khá là đều nhau. Toàn bộ khung cột là zin hết. Bật lên xuống đây cái phần cột của chiếc xe này. Đấy, toàn bộ khá là đều và đẹp. Vô lăng củ số của chiếc xe. Với cái tầm tiền hơn 300 triệu, quý anh chị sở hữu ngay được một chiếc chi tông 2012 số sàn 2 cầu. Khá là đẹp và hoàn hảo. Đây là cái phần máy của chiếc xe. Về phần máy và phần động cơ thì cam kết là nguyên bản nhá. Sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Các phần ốc là nguyên bản, chưa tháo lắp. Sau 8 năm sử dụng mà chất máy còn khá là đẹp. Đây, mặt máy chưa tháo đâu ạ. Toàn bộ sơn ốc nguyên bản hết từ đầu. Ốc cabo còn nguyên zin này. Ốc tai, ốc đèn đều là nguyên bản. Chống nóng của chiếc xe cabo cực kỳ đẹp và không có dấu hiệu bị tháo lắp. Đây em nổ tiếng động cơ cho quý anh chị nghe về cái phần động cơ của chiếc xe. Động cơ đang hoạt động rồi. Cơ máy dầu 2.5. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý chị và các bạn một chiếc xe Mitsubishi Triton sản xuất năm 2012, số sàn 2 cầu, máy dầu, màu xám lông chuột. Quý chị nào có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Xin chào và gặp lại quý bạn.